Hello mọi người, chào mừng cả nhà trở lại với Thu Hà TV nè. Bữa nay Thu Hà có một, chính xác là hai mẫu nha. Sẽ có hai mẫu winner cho mọi người tham khảo ha. Và hôm nay đều là phiên bản xe bé đây nha cả nhà. Đây nè, xe bé sẽ không có cái vòng phía trước ha. Đó, và nó là dạng phanh kết hợp ha. Rồi màu này hôm nay Hà giới thiệu là màu 3D luôn. Màu xám tím, rất là đẹp luôn. Cái màu này ở ngoài nhìn nó sang sang kiểu gì hả không biết nữa, nhưng mà thật sự rất là đẹp luôn. Nhiều xe khác khi mà lên cái màu này khách đều rất là thích luôn, nhìn cái là ưng liền luôn á. Và cái xe này nó có kim tuyến nè mọi người, đẹp ghê, thật là đẹp luôn á. Và được cái dòng Winner V3 này nè cả nhà, ngoài cái cải tiến ở đây á, là thứ nhất là cái phần xi nhan nè, đó đã được tích gọn vào trong rồi ha. Đây là một cái cải tiến lớn nhất của dòng Winner mà được rất là nhiều khách hàng đón nhận nè. Cái thứ hai nữa là cái phần mão trên cũng được thiết kế lại nhìn rất là đẹp, nó không có bị gù giống như là cái mẫu V2 nữa ha. Và cái phần mặt nạ trước cũng vậy, nói chung là đường nét thiết kế nó đã cứng, nó rất là cứng cáp và nó rất là mạnh mẽ luôn, nó không có còn bị yếu giống như là cái dòng V2 nữa ha. Và cái quan trọng thứ hai nữa của dòng V3 đây là dù là phiên bản CBS ha, nhưng mà vẫn có khóa thông minh smart key cho mình luôn. Đây là một cái mà Hà nghĩ là rất đáng tuyên dương Honda ha. Kể cả bản thấp nhất của dòng xe này vẫn có khóa thông minh cho mình, thật sự luôn. Thường thường những cái dòng xe khác á, mà bản tiêu chuẩn á, thường thường là người ta làm chìa khóa mà, chứ không có làm khóa thông minh luôn á. Chẳng hạn như Exciter 155 đi, bản tiêu chuẩn chỉ là chìa khóa thôi đó. Còn đây là có thông minh cho cả bản tiêu chuẩn luôn, chỉ là không có ABS và không có cổng sạc thôi ha. Rồi xe này á, được trang bị phân khối là 150cc, sử dụng động cơ DOHC 4 van 4 thì làm mát bằng dung dịch ha, với cái tốc độ rất là hợp lý luôn. Và riêng cái màu sơn 3D này thì bên Hà hỗ trợ bảo hành 1 năm cho mình nha. Rồi ngoài cái mẫu này ra thì Hà giới thiệu thêm một màu nữa là màu xanh ngọc. Cái màu này á, là phiên bản ABS nha, tức là cũng là dòng Winner V3 nhưng mà được trang bị phanh ABS nè, có thêm cổng sạc nè ha. Khóa thông minh thì bản nào cũng có rồi. Màu này thì bên Hà cũng sơn 3D luôn á. Và đương nhiên là khi mình mua xe mà được sơn 3D á, chắc chắn sẽ được bảo hành riêng cái màu sơn là 1 năm. Còn động cơ của mình vẫn được bảo hành trên toàn quốc 3 năm hoặc 30.000 cây nha. Và giá hiện tại của dòng V3 rất là mềm, chỉ từ 33 triệu rưỡi thôi. Ok, 33 triệu rưỡi cho tới 36 triệu rưỡi nha, tùy theo màu. Và mua gấp trả trước từ 5 triệu trở lên là được rồi nè. Thủ tục cực kỳ đơn giản, chỉ cần căn cước công dân và đủ 18 là được ha. Bên Hà thủ tục làm rất là nhanh, khoảng 30 phút là xong à. Biển số bên Hà sẽ hỗ trợ gửi về tận nơi cho mình nha. Và đặc biệt trước khi tới mua xe đừng quên liên hệ trước cho Thu Hà qua hotline 0937 438 101. Mình sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại từ 500.000 đến 2 triệu đồng, kèm theo nhiều món quà rất là hấp dẫn nữa. Hãy nhanh tay liên hệ với Thu Hà và tới ngày Hiếu Thành Phát tại Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương nha mọi người. Những bạn mà ở xa thì mình có thể đến ngay cổng 1 khu du lịch Đại Nam, điện thoại cho Hà, sẽ có nhân viên đón miễn phí nha mọi người. Hôm nay tạm biệt cả nhà ở đây nha, bye bye, hẹn gặp lại mọi người.